Chào các bạn. Góc nhìn cao tốc là một tính năng hoàn toàn mới của camera 360 mà LG V4 chính là camera 360 đầu tiên giới thiệu tính năng này. Có rất nhiều thắc mắc của người dùng khi sử dụng. Chính vì vậy, chúng tôi làm video clip này để giới thiệu cho các bạn cái góc nhìn cao tốc nó hoạt động như thế nào là đúng. Xin mời các bạn. Bình thường DVD sẽ ở màn hình home. Khi gạt xi nhan, LG V4 sẽ chuyển ngay sang góc nhìn cao tốc. Chúng ta có thể thấy một chiếc xe ở đằng sau, bên tài theo hướng nhìn của tài xế trên màn hình. Hình ảnh flycam có thể thấy rõ chiếc xe đúng ở phía đằng sau và bên tài. Để đảm bảo an toàn, chúng ta nên giảm tốc độ, chờ cho chiếc xe đó vượt qua. Chúng ta cũng thấy đúng là nó vượt qua ở phía bên tài. Lúc này, chúng ta đã có thể rẽ hoàn toàn an toàn.